Hello, em xin chào mọi người nha. Tại đây em đây Phạm Khánh đây. Hôm nay là em tiếp tục đi câu thiên nhiên ở bè 2 ngày 1 đêm, vừa câu vừa sinh tồn luôn nha mọi người. Có gì tới bè rồi em sẽ quay lên để mọi người xem em câu cá với sinh tồn nha. Hôm nay em đi bên Phước An nha mọi người. Phước An bên Đồng Nai, cứ ăn nhân trạch Đồng Nai. Mọi người thương nhớ nhắn like và đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Nay đi xe mới luôn. Tem. Tụi em đang xuất phát đi vô đầm nha mọi người. Đi hơi gỗ ghê. Bây giờ tụi em sẽ dọn xuống đồ lên ghe nha mọi người. Chuẩn bị tới chỗ. Đây ghe của tụi mình nè. Rồi tụi em bắt đầu lên ghe và đi tới chỗ đi nha mọi người. Lên. Rồi giờ xuất phát vô bè nha mọi người. Ra. Bè có ông bạn đây. Hello mọi người bạn. Vô bè em vừa câu vừa sinh tồn, đi sinh tồn 2 ngày 1 đêm nha mọi người. Có những thức phim hay em sẽ quay lên cho mọi người xem. Có gì mọi người nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ em nha mọi người. Em có động lực em qua quay nhiều chỗ câu với chỗ cho nghỉ ngơi sinh thái cho mọi người xem, có dịp mọi người đi ha.
Rồi anh em tới tới bè nha mọi người. Tối nay là bắt đầu sinh tồn luôn đi. Nước cạn là em sinh tồn này, là lát nữa em đi săn chuột nữa nha mọi người. Có gì em sẽ quay lên mọi người xem. Có gì mọi người ủng hộ đăng ký kênh và like ủng hộ em nha. Rồi tới bè. Tới bè rồi. Lách ra. Khóa xăng lại. Ủa? Rồi, mình mới mang cái bè này về à? Rồi bây giờ để em lên đồ lên trên bè đó nghe mọi người. Hello mọi người, em bây giờ tụi mình đi vô rừng săn chuột nha mọi người. Mình đang vô kiếm con chuột để săn nè mọi người. Lỗ này mà bỏ à? Không, không nhìn không thấy. Hả? Ê, có đuôi kìa. Có. Ê, có đuôi. Có đuôi kìa. Trời, tìm thấy chuột. Con ngại lắm á. Tìm thấy chuột nghe rồi, được con nghe mọi người. Đó, bây giờ chúng mình đang chuẩn bị bắt nó. Đang săn ngay mấy này. Đã nói là có nó mà. Trời, dồn thấy cái đuôi gì biết. Đó, cái đít nó luôn rồi. Cho cái mũi đấy vào. Lên trên. Trong cái đi cái khúc nào mà không cần thì mình ấy xóa đi. Mất không phải đâu. Nó nhiều quá, nó đầy máy. Đó đi rồi. Không. Đó, bây giờ mình tiếp tục săn tiếp. Cứ vào trong tiếp tục đi tìm hàng cho mọi người. Mình thấy ở đây nè mọi người. Úi trời ơi, mấy viên rồi. Ba viên rồi. Cái này không đem đạn theo. Cắn lại. Không đem đạn theo là thua rồi. Rồi, lắm. Lộng hang. Lắm. Viên là thứ tư. Em đã rớt. Rớt xuống sóng rồi em mọi người. Tưởng nổ này nổ chuột đi. Nó xuống góc mà cô luôn hả? Rồi vậy. Rồi. Trình tiếp nha. Cứ đi vào trong đi ông cháu ơi. Trong kia đúng không? Ừ, đi thẳng vào đi, vào chỗ khe nào. Trời ơi. Còn nó đây kia có cái lỗ kìa. Quá kiểu thật. Tuấn nội nha. Đấy. Đó. Cứ từ phút một kìa. Đấy. Đưa cho chú cái chỉ. Bắt đầu mình lặn xuống dưới săn nha mọi người. Đó. À, mỗi trên tôi chèo nó chắc. Ấy cái nội ở sân hoa sen có cái hay nhập kêu hoa sen sao chứ mình thấy có dân biết bơi biết xuống lẩu xuống. Chứ mà con cây gỗ nè mọi người. Nhiều đi. Mình chuẩn bị tới đó. Kiếm. Trời ơi, nó không đem nước hút uống. Xong rồi. Là đây quay bắt cái tổ này nè. Chờ tí chút, chờ xíu. Để có cái lỗ này chút anh. Anh Khánh mà vô nhiều mà lỗ lắm mà. Là anh Khánh thầy. Cái mũi chĩa để sát người nó luôn anh đâm. Hiểu không? Yeah. Anh giữ ghe cho anh đâm. Mấy lỗ này hay có lắm. Anh đứng đây, anh chập vô. Nó không có chạy đâu, nó lì lắm, chuột đây nó lì lắm. Nhìn thấy nó hơi lâm. Phải không? Nước hả? Rồi, em sinh tồn nha mọi người, sinh tồn hang. Bắt đầu giờ đi sinh tồn xong là lát nữa về mới câu cá nha mọi người. Đó. Sinh tồn giờ đi bắt chuột trước nè, lát nữa nước nó cạn xuống là em đi bắt còng. Né né mấy cái gốc cây ra. Đầu né. Rồi quay đi. Ừ, quay bên đỡ cái kia thôi. Má sao mà lọt xuống cái khe đó được thấy ta.
Bởi vậy. Để đi xuống đây luôn đi, đẩy xuống. Đừng, đừng có đẩy, em đang kéo gì đây. Ủa, ý em nói là đẩy qua đây là sẽ kéo nó dễ hơn. Cứ để đi. Nguyên cái ổ luôn kìa. Quay nguyên cái tổ kìa, có cái tổ, có nguyên cái tổ luôn mọi người. Có tổ luôn nha mọi người. Tổng mang. Vô. Để nó luôn luôn đi cái đó, rồi đi vô qua. Chơi chú. Từ chú. Để lấy thước phim chú. Chủ yếu là mình đi quay phim á. Chủ yếu là đi để quay phim lấy thước phim á. Cho nó bạc kiếm tiền rồi. Thành ra bây giờ phải lụm tiền lại chứ. Mình nhậu nhiêu là tiền của tiền nó trả cho mình nhậu. YouTube nó trả không nhậu. Từ từ nha. Nè, cặp ghê vô. Quay sát vô, quay cái cảnh mà mình lội bơi lội nè. Bao. Đây cái gì kìa. Xây nhẹ từ từ. Quay lấy gần vô, lấy gần vô. Xây là xây từ từ, không được xây nhanh là nó xuất hiện cứ ảnh qua bên này nó không đẹp hết. Đây nè. Còn nó quay tổng cảnh quan cái cảnh anh em đang đi bắt nè. Đấy, người bơi người tìm nè. Đây tổ ở đây nè. Rồi. Vô nha mọi người. Đó, dạ rồi. Quay đó, cứ quay cái cảnh ảnh ở tổ đó, coi chú bắt kìa. Dạ. Bắt chứ xỉa vô xong rồi tới khi mà lấy kêu dính rồi mọi người là mình quay mình tắt. Mình đừng có còn không là mình ve chỗ khác. Bây giờ dính rồi mọi người cứ mình ve chỗ khác. Đừng có quay lên lúc một tuần lấy ra. Đứng ở đây, nó không có. Giỡn à. Cho mấy lần nữa có kinh nghiệm. Chưa. Đây đi cậu. Rồi cẩn thận nha mọi người. Giữ gọn giữ vô, bơi giữ vô. Rồi xuống con rồi. Ngay dưới lỗ. Đó hai con. Con đâu? Xuống hai con rồi. Hai con là thịt. Xuống hai con rồi. Lỗ nó không đâm được. Ôi. Từ để đâu nó nằm nguyên một con. Rồi hai con nó rớt rồi mọi người. Nó chạy mất tiêu rồi mọi người ơi. Giờ phải kiếm chỗ khác. Quay nhiều quá. Dung lượng mai đó. Bắt đầu mình đi kiếm con tiếp theo nha mọi người. Nãy hai con nãy bị sống rồi mọi người ơi. Hai con bị sống mất tiêu, giờ phải đi kiếm con tổ khác để em là bắt tiếp nha mọi người. Quay cái tin thôi, quay chơi cho nó chính xác. Là tìm vừa thấy cái tổ mà thấy quay chứ đừng có mặt quay hoài. Đó, bây giờ mình tìm thấy được cái tổ nha mọi người. Đó. Giờ chúng mình đang chuẩn bị tới bắt. Dạ đang có cái lỗ rồi. Đã để con coi cái này coi. Đó. Rồi anh cứ cầm cái chỉ anh đứng lên. Anh đứng lên ngó nó. Có hang rồi, có tổ, có tổ rồi nha tổ anh em. Bán cái cây kéo vô, có không? Không. Lấy cái cây thọt đại vô đi, lỡ nó nằm trong của ta. Rồi, đó thôi. Bây giờ mình tiếp tục đi tìm tổ của tụi nó đó nha mọi người. Anh để mấy cái gốc cây lên nhà đó, nó một mình có đưa rồi, anh đang dồn mà. Mình tìm thấy cái lỗ nha mọi người, để mình thử có nó mà. Hả? Tìm thấy tổ rồi. Đỡ đưa cái chĩa ra ngoài em, cố đủ con trọc vô cái trong cái ăn luôn. Đó. Mình tìm thấy cái tổ nha mọi người, bây giờ mình đi qua bển coi thử.
đưa cái chĩa cho em coi. Đó. Cái tổ này nha mọi người. Nó nhảy xuống con rồi. Không? Rồi không có à mọi người. Đi hướng nào đây? Rồi. Thấy ba khế nha mọi người. Mình không thấy ổ chuột mà mình thấy ba khế nha mọi người. Nó kìa mọi người. Thôi bắn vô xe lỡ nên viên đạn nó dội lại ăn luôn. Đi. Tiếp tục. Bây giờ mình tiếp tục đi tiến tổ tiếp nha mọi người. Đó, mình giờ đang chèo xuồng ra nha mọi người. Sướng lắm ai ơi. Ba mình nó ăn con. Bây giờ mình kiếm đi tiếp tục hành trình đi kiếm cái tổ. Đi thấy cái hang rồi nha mọi người. Lá cây từ rối. Đó, cái hang này. Vậy là phải ngồi trên ghe. Đứng trên ghe, tao mà đu lên cái cây cành cây cho nó chọc xuống. Thấy nha mọi người. Đó, có 100% luôn, cái lá tươi có từ rối luôn. Luôn chụp à, chụp vô luôn đi. Chứ không là thảy. Má quan trọng ai đủ chiều cao leo lên rồi. Leo lên đu lên cái cánh ba nó luôn. Không, anh đứng ở dưới nha. Để leo trong cây. Lên đi làm đứa cây. Không, em ở đây nó phóng ra em quật nó. Đủ mắm quất nó. Thi khá luôn, bữa đủ mắm quất như mấy quất. Để chú lên đi rồi đưa cho chú cái chĩa, con này có chắc rồi. Ngoài kia đây mà bị hết rồi. Quay cạnh nè. Anh Khánh chuẩn bị sẵn tư thế, nó phóng ra là chụp luôn. Rồi đứng anh chắc ba đó là chắc cú rồi đó. Không chú? Đưa chĩa đi anh Khánh. Ê cái đầu. Cái còn cái lỗ gì đây? Cái đầu lòi ra dưới đây rồi. Lỗ nào? Từ 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 từ. Lỗ nhỏ bên đây. Khoan anh Khánh từ. Để lấy cục nắp, Đó đúng rồi cái lỗ đó. Đưa. Anh Khánh đưa biết cái lỗ đó. Khỏi. Đè ở trên là chọt thôi. Nhìn chưa? Nhìn lại. Nó lòi ra cho nó luôn á. Nó mới ra cái đầu á. Đưa cái cây đi coi. Lấy cục đất đi chú ơi, nhét cái lỗ đó là được à. Từ từ nó phóng ra, từ lấy cục đất nha. Bịt cái tay lại thôi. Nhanh khánh. Đó nhét. Giờ mình bắt đầu nhét đất vô rồi đó, bịt đủ. Ui giời, đúng rồi. Chụp nó. Chụp đủ mấy đất. Chụp đó. Ô chú mày. Đấy, ok. Đấy, nhiều view. Ok, được rồi. Để lấy bắt sống nữa, quay không sao đâu mà. Đúng rồi. Có gì mình che bờ lại. Đó, mình tiếp tục. Không biết mình thấy thêm cái lỗ nha mọi người. Đó, giờ mình coi thử có không nha mọi người. Đó. Thấy hay không thấy gì đủ mất. Thấy lá. Có đó. Thấy lá. Anh cứ bới ra. Từ anh bẻ cành cây đó đây ra đi, nó không dám chạy đâu. Bẩy vô đụng rồi. Nó nhảy xuống nó được rồi. Có em rồi. Anh đừng có chọc đại vô, anh bẻ cái nhánh cây mục này ra ngoài này luôn. Nó nhúc nhích nè. Thấy nó đây hả? Ừ. Ở con cẩu. Con cẩu không vậy hết rồi. Nó ra rồi con cẩu nó vậy. Trời mẹ con bà khía trời ơi. Con nhớ có hơn không? Con bà khía hả? Không có con chuột mà có ba khía nha mọi người. Thấy có lá mà lá hơi cũ. Hấp dẫn nó ra kìa. Anh Khánh coi cái lỗ này nè. Cái lỗ nha mọi người. Đó. Trời ơi. Ê cái lỗ cái này nè chú. Đây có cái lỗ nè.
có giống như lỗ sáng mình vậy đó. Cái lỗ sáng đâu có miếng lá nào đâu. Đó, mình tiếp tục đi tìm thổ nha mọi người. Không qua được luôn chú ơi. Có chim có đại. Nó đối với mình mất tác dụng rồi. Ê, có cái tổ tiên cao rồi hả? Không phải cái vừa phải bạn. Ghê vậy, sập này vô tay phò. Lại chụp cái nón, lấy cái nón chụp chạy đi lấy cái tay. Cái này là rừng ngập mặn nguyên sinh mà. Đâu có được khai thác gì đâu. Đó, đây là khung cảnh đi săn bắt chuột nha mọi người. Cái bự bự nè, mình dễ có cái hốc không em nhiều ở lắm. Mà sao đợt này chuột mập quá chứ anh ha. Mập quá. Đây cái gì á? Có không? Có cỏ khô kìa. Ừ, có lỗ đó là cỏ. Nhưng mà lấy cái chĩa này bạn tới, bạn lấy cái chĩa mấy cái dĩa để dưới, chú trên chú chọt xuống là đầu nó lọt ra đó. Tìm thấy cái tổ nha rồi mọi người. Bắt đầu thì mình bắt nó nha mọi người. Đấy. Từ để cái dĩa vô luôn, để cái chĩa là hé cái chĩa nó vừa lót nó đúng cái đầu đặt nhắm nó cho em ơi. Làm bọc thôi. Nè. Đưa chĩa kia cho chú. Vừa chọt xuống em để lú lú luôn. Ừ, nó vừa lót cái đầu ra phải bọc. Chú cái đọc đi nó lì lắm. Mấy con chó này nhiều khi rồi má nó làm im trống luôn. Nó ở chung mấy kiến nha, kiến ở trên nó ở dưới. Còn hai câu câu. Đó, mình tìm thấy em cái lỗ nữa nha mọi người. Giờ mình qua bển coi thử. Ê, bên này có một cái tổ đó. Đâu? Đây. Bắt cái lỗ đó trước đi. Bắt cái lỗ đó trước đi. Bên này có tổ. Rồi, cái lỗ đó ngon lắm. Đâu. Ôi, con còng. Con hả? Con còng. Quay, quay lại. Đó, chắc luôn. Bắt đầu. Em lên ở trong nó phóng đi, cái là ủ lắm á. Thấy nha mọi người. Cái lỗ quá trời. Nhiều lỗ nha mọi người. Đó. Bởi vậy nó làm được thoát ở dưới nữa chứ. Nó khôn lắm, nó có tầng hầm nữa. Bởi vậy nó có tầng hầm ở dưới á. Sợ nó thoát á, cái đầu. Chửi, chỉ đi, chọn đi. Chưa. Từ. Rồi mọi người, dầm luôn mình thấy nha mọi người. Từ, trong hầm á, nó có cái cây nó giữ lại. Mình chọc xiên cái là nó đẩy. Từ anh chọt ngay vô cái người á, đừng có chọt cái đầu. Thấy chưa? Từ. Phải. Đầu xong. Đồ mẹ. Nó chạy cái lỗ này chưa kịp. Ôi.
xem nó có không nữa nhá. Ôi chừng chọc con nữa. Rồi. Từ từ. Tủ má còn nó to. Sống hết con nha mọi người. Thấy không? Đó cứ dở vậy thôi. Chút. Thôi không, xiên chúng chục, xiên chúng cái tay. Rồi, mình tiếp tục đi săn tiếp nha, tìm tổ tiếp nha mọi người. Đó, tổ nãy bọn mình lỡ làm sống hết một con trại rồi, giờ mình tìm tới cái tổ khác. Không đúng, nơi ở chốc đại đi xem nào. Thối. Có mấy cái lá rồi. Giờ bọn mình thấy cái tổ rồi mọi người. Chưa biết phải. Đó. Thấy rồi đó nha mọi người. Thấy rồi. Thấy nha mọi người. Rồi bắt đầu mình bắt nó nha mọi người. Ê, ê có mọi người. Chít. Dính rồi. Con nghe chít. Dính rồi đó. Mới kêu. Đây này, con bù nó đây này. Úc chọc đâu này, cả xiên cái nó được giữ đây. Ở vậy? Giờ bắt tay mò. Đó, chiếm. Bắt, kiếm được cái tỏi nha mọi người. Đó. Giờ bọn mình đang tiến lại tới để coi thử nha mọi người. Ở đây có cái gì sắc sắc không? Sắc sắc hả? Không có. Cái nhảy xuống. Con nhảy xuống được không? Con nhảy cho. Đây, xuống làm gì đó chứ. Có gì không? Không có đây gì. Cây chọc một cái. Giờ mình kiếm cái cây. Ghim nó lại thế này. Cái cây nó cứng cái đấy, cái cây nó. Đây bẻ cái cây à. Đó, nghe tiếng rồi. Rồi. Đó, dính nhau mọi người. Chưa đấy. Đó, dính nhau mọi người. Đó, dính nhau mọi người. Giờ bọn mình đi tiếp tục tiến tổ nha mọi người. Được không? Tắt đi không cỡ hết đi. Móc ra kia nha mọi người. Đó. Ra kia nha mọi người. Đó, nó chạy bên kia ơi. Trượt rồi. Dính không? Dính. Ở đây có nè, cái thiếu gì nè, bỏ luôn nè. Cái chuyện mấy chục con á. Được hình như vẫn không. Ba em ơi. Được ba em rồi nha mọi người. Sảy. Không sảy là ngon rồi. Sảy được tầm 3-4 con vậy đó.
Sảy ba con. Ba con bự, hai mấy con nhỏ. Ấy. Mới gì kêu vậy? Con gì mới gì bơi á. À, mình thấy thêm một cái đỏ nha mọi người. Bắt mấy con này mọi người chỉ kiếm cái lỗ mà có cái lá lá là mọi người vô chồng coi thử là thế nào cũng có mấy con à. Đó, giờ mình đang leo lên để coi thử nha mọi người. Đứng ở kia luôn. Đứng đứng đứng. Đó, không có. Đặc quá. Đặc quá. Đó, giờ bọn mình thấy em thấy em có lỗ nha mọi người. Bọn mình giờ mình coi thử có. Giờ mình đang nghi cái lỗ trước mặt của mình là có nha mọi người. Giờ bọn mình chạy tới kiểm tra thử nha mọi người. À, có lỗ này nắng chỉ nè. Từ cọc. Để nghiêng qua này. Cái lỗ nó tủ là vậy là có nó tứ về nó lỗ gì quá. Mọi người giờ mình thấy lỗ nha. Chọt vô cái bắt phóng. Nãy mình cũng bắt một hai cái chỗ y chang vậy mà xảy hết hai lần. Là lần thứ ba thử coi có không. Nhất quá tam. Nhất quá tam nha mọi người. Kéo lá là để nó ở lại chúng. Chắc luôn. Sợ nó nhiều lỗ thôi. Đúng rồi, cái đường thoát hiểm là sợ nó nằm ở tầng hầm là cái đường thoát hiểm của nó đó. Bà mẹ nó. Chuột ở đây nó lặn như là rái. Có hàng nha mọi người, có hàng đó. Giờ bắt đầu mình bắt nó nha mọi người. Có hàng. Cái lỗ đây kiểm tra chưa? Không nghe kêu.
ha, chưa nghe kêu rồi, nghe kêu rồi. Rồi dính nha mọi người, dính hàng, dính hàng, dính hàng lắm. Đem cái chỉ qua đây cái em ơi, đem đem cái chỉ qua, đem cái chỉ qua. Còn mấy con hàng nó, mấy con chút anh đủ mấy chút đâu mà nó kêu to chứ à? Chút sợ nè, bắt được chưa? Được chưa? Một mình đó là anh vãi mọi người. Mọi người, cái con nãy sống giờ nó chưa qua đây nha mọi người. Giờ một mình bắt nó nha mọi người. Đây nè, nó bên này nè cha. Lá nè. Đó đó đó, thấy chưa? Kìa. Đó, thấy rồi. Đó 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 đó. Thấy rồi. Đó đó đó. Lâm. Cái kiểu cò quá, à, mình nó đọc tiếng một chỗ. Con ta thấy rồi. Hai cái lồng kia cả. Lâm, nó gió còn chặt chanh gì bắn đại đi. Tụt má chặt. Để em, để em. Từ từ, tao tới góc cây đi. Nó xuống góc cây á. Cứ tao đứng ở góc cây. Nó đang luôn luôn. Ừ, nó xuống góc cây đó. À, thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Lập nó đi. À, cho hướng con cặc gì bắn đại đi, hướng hướng. Trời ơi, cho bắn cây. Sắp vờ rồi quá trời, đi đây. Đi bắn cái rồi. À, đang bắn cho chảnh nha mọi người. Bay bay bốn kia. Bắn nãy giờ chắc cũng được mấy chục viên chưa dính. Đây xạ thủ. À. Mày mày nói vậy còn cướp giúp đâu nữa. Không nó không có, là tuốt lên trên ngọn đầu ngọn nó ở, nó không cho tờ xuống dưới luôn á. Ờ là tuốt lên đầu ngọn luôn, cứ lập đi, nó đậu qua trong ba, nó núp ra trong ba luôn nè. Đó, giờ hai người đang cố bắt con chuột này nha mọi người. Đó, nó trên mấy đỏ cây nha. Đưa ra bắn chỉ có hướng nha. Nhìn nhìn kỹ nha. Mà... Nè nhìn. Không có nhìn kỹ nè. Thấy không? Có viên đạn nè. Đó. Thấy chưa? Bên này gì? Đó đó đó, nó nằm ở trên cái lá thủng á. Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó nằm tui vô đó đủ, nó bắn nó é đi bắn cái gì. Đây là hai xạ thủ nha. Đó. Mà coi cái nè, cái sạc thù người ta bắn nè, cái tay người ta phải về nè. Hay quá. À, ổng dính. Rớt chim. Thôi bỏ đi, đủ đi kiếm con khác cho mọi người. Đứng hồi với con này phục thù nó không được, tức chết luôn. Mưa quá rồi mọi người ơi, nên giờ rút quân mọi người ơi. Mưa quá chịu hết rồi. Giờ được 5 em. 5 em chuột. 5 mà. 5 6 vậy. 5 6 vậy cũng được.
mà lát nữa về nữa bắt đầu làm món nha mọi người. Này là đúng trải nghiệm sinh tồn luôn nè. Giờ lát nữa về em về bè em câu cá. Rồi có gì lát nữa gì về tới nhà em quay tiếp cho mọi người xem á. Tự máy cũng đang đi mà trời mưa vậy nè, em không có đem cục sạc dự phòng theo. Em để nhà lát về em sạc vô rồi em quay tiếp mọi người xem ha. Rồi dính lên nè. Lên cá, lên cá. Lên cá ngát ngay. Không biết cá gì bự lắm á. Kéo từ từ thôi anh, kéo từ từ thôi. Rồi ngát. Ôi ôi. Đây, ghi bàn anh ơi, hay quá. Chào anh ơi. Câu giỏi hơn là mày. Ê, bình tĩnh. Mẹ nguy hiểm lắm đấy. Nhờ. Không ấn nó lắm á. Ừ. À, đúng liền chú nhìn thấy cái thằng ấy là bao nhiêu. Anh để cái dưới đó luôn. Chín cái rồi nha mọi người. Ngát. Ngát nữa trời. Ê, ông nội nhiều quá, ông sát cá hơn mình thôi. Ngát chút xíu. Cô chỉ to vậy, cháu được. Cái bé vậy, cô chỉ bé hơi to chứ. Cái con cá bằng ngón chân cái. Lên cái nha mọi người. Đó. Ông nào ông sát cá chứ người ta. Quá bự à. Ê, con gì vậy? Ê, ngát nữa ta. Ừ, cá ngát nữa nè, mọi người vô hả? Cá sư phụ. Mấy cái kịp qua thì qua đi. Cá nè mọi người. Tiếp tục ngát nữa thôi, ngát cho má nữa thôi. Vừa thả xuống luôn. Cậu nó câu hay quá. Như vậy. Ê, cá chép. Yeah. Ôi. Yeah, dính chép rồi nha mọi người. Giỡn. Làm sao khỏi anh. Sao đợt này mình mất màu với người ta. Mình chày nhựa hết người ta. Chép ăn hà luôn kìa, bạn thấy không? Ừ. Lũ đạn. Không mà thường tầm này nó. Rồi em câu đêm luôn nha mọi người. Câu đêm của ngày thứ nhất nha. Nguyên ngày mai nữa, giờ là lát nữa em coi được nhiêu con cá để em báo cáo với mọi người luôn ha. Một cặp đêm nè, bên đây nữa nè. Báo cáo tầm cục. Đây, hai cần nè, bữa ngoài hai cần nữa mọi người. Rồi, tổng cộng là 4 cần em thả từ chiều giờ. Giờ em săn đêm coi có cái cá ngát thêm không. Chiều giờ em lên được mấy con cá ngát. Chứ còn con cá cháp. Con cá nữa nè mọi người. Đó. Chắc ăn đều gì. Dạ. Nãy kia nãy cũng con cá. Kiểu gì nặng quá. Đây là con cá con cháp nhỏ. Mẹ bên đó là cá cháp nó không bự nha. Nó cứ cái này nhiều lắm à. Đây đừng vây nó. Nó nốt luôn. Nốt hả? Có nốt đâu. Đây này em gỡ cho. Rồi, em chào mọi người nha. Hôm nay là ngày thứ hai em tiếp tục đi săn cá nha mọi người. Bây giờ là ba anh em đi tới mấy cái bè mà ta làm lâu năm á để em săn cá. Nếu mà có cá này nọ em sẽ quay lên gửi cho em ha. Có gì mọi người thương thì nhớ nhấn đăng ký kênh với like ủng hộ em nha mọi người.
chín như mọi người. Wow. Đó. Wow. Chín. Ôi bự. Ôi ôi. Ôi. Trời ơi anh Khánh ơi. Sách cầm qua bên này anh Khánh, sách cầm quá. Quay cho mày. Rồi. Để chiều á lên lên sống nha. Rồi vô 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 vô. Rồi, có cá nha anh em ơi, lên cá, lên hàng. Ôi! Nhấc lên. Rồi đứt dây. Trời ơi, anh ơi, hay quá anh ơi. Nè. Xoay ai, xoay mặt coi coi. Quay lên phim luôn ha, quay lên phim luôn. Dạ quay luôn anh, tụi em đang đi làm phim mà. Dạ. Đây nè, mình đang câu ở trên bè làm hào nha anh em ơi. Bè mình tên gì anh? Súng mùa hào hả? Súng mùa hào ủng hộ. Ở đây đâu có bánh lẹ đâu mà ủng hộ. Rồi. Lên hàng nha mọi người. Quay đứng lên sao? Ôi, làm sao mà không lên lớp 3 được. Đó, okay. Quá hay anh ơi. Không vừa thôi. Có cá rồi đó. Nóc. Nóc cái gì? Đù. Cái đù. Ủa, dính cái đù nha mọi người. Không hiểu luôn á. Rồi anh em, tụi em bây giờ cuốn cần để quay về đất liền, về Sài Gòn nha mọi người. Bây giờ em tổng kết cá của hai ngày. Đây. Đọc vô. Hai ngày của anh em được cháp với cá ngát, với cá đù. Còn hai con cháp bỏ trong ngăn đá nữa mọi người. Rồi. Bây giờ em xin phép dừng clip ở đây ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và là nhấn like ủng hộ em nha mọi người. Bye bye mọi người.